Xin chào cả nhà. Xin chào ông bà con chú. Thì hôm nay á, là được một bà cụ có pháp danh là Quản Qua Trí, có nhà hai chị em đi phát một số là bánh nè. Đây là bánh rán nó phát cho mấy em nhỏ ở xóm, với lại sữa đậu nành. Đây là nguyên một nồi sữa đậu nành luôn nè. Thì mỗi một bên như vậy là 100 ly sữa đậu nành, với lại 100 cái bánh rán, đặc biệt là phát cho các em nhỏ nha, và ưu tiên cho mấy cụ già trước tiên. Thì trước khi mà phát cho mấy em nhỏ và các cụ già, thì con cũng đại diện cho các em với các cụ già ở xóm của con chúc cho các con của bà và gia đình của bà thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi thì trước tiên là phải cho ông bà nội trước. Sẽ làm cho ông bà nội trước mỗi người một cái bánh, với lại mỗi người một ly sữa đậu nành nha. Đây, bánh thì hôm nay là có vị là sô cô la nha. Có vị. Đây, sô cô la nè, để trong keo thì sẽ chét ra. Còn đây là cái phần mà trà bông. Trà bông. Ừ. Ngon không Miêu? Thôi. Cho con gấp trà bông hay gì ba? Không được, để gì ba làm cho con. Để sô cô la mẹ chị. Mẹ ơi, chút. Đúng con, rồi. Chút mẹ làm giùm con. Né ra cho dì ba. Cầm dì ba chét nó dễ. Chút mẹ làm cho con. Đây. Xong rồi mình sẽ cho trà bông lên. Sao Khang biết dạ? Xong mấy bánh rán úp. Xong mình lấy cái bánh rán này mình úp lên. Rồi, sẽ đi giao cho ông bà cụ nha. Rồi, đưa cho ông bà nội đi. Nè. Mấy đứa giao lại cho bà cụ nha. Nè Khang, cho con nữa. Rồi, bưng sữa đậu nành kìa. Sữa đậu nành cho Miêu. Cái này Miêu sẽ giao cho ai? Cho ông cụ hay cho bà cụ? Cho ông cụ. Cho ông cụ ha. Dạ. Rồi. Đó. Đây, giao cho ông cụ nha. Rồi, cảm ơn ông cụ nha ông. Chúc ông cụ ngon miệng đi con. Nó. Dạ. Dạ, chúc nội ngon miệng. Rồi bây giờ thì mấy chị em mấy dì cháu sẽ đẩy vô trong đường nha, để phát cho các em nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ xuất phát thôi. Đi thôi nè. Đẩy tiếp gì ba Khang ơi. Nặng quá. Đi lên ngồi hả? Ngồi té là sao con? Nặng với lắm luôn. Né ra, né ra. Đó, mỗi đứa bên Dương ơi. Đây. Rồi. Nặng với ta. Nặng lắm. Cho nó vừa vừa thôi. Ẻo quá. Lớn lên. Hôm nay thì đặc biệt là chỉ cho mấy đứa con nít, với lại ưu tiên người già nghe cả nhà ơi. Không có cho người lớn hả Mèo? Bánh rán miễn phí con nít ăn thôi nha. Mấy đứa lên trên đường hết đi rồi chi tiền vô. Đẩy dài lên, đi lại đây tập trung đây. Mấy đứa ơi, bánh rán tập trung lại đây giùm chị nghe mấy đứa. Rồi, bánh rán miễn phí nè. Lẹ lên. Xếp hàng nha, đi vô bờ đứng nha. Ra đằng đây xếp hàng, ra đằng sau xếp hàng lên. Ai lấy, đợi chốt thì lấy chốt nha. Xếp hàng giùm chị nha. Đây, bánh rán hôm nay rất là thơm lừng luôn. Nó sẽ cho cái keo này lên đây sẽ dễ làm hơn nha. Hôm nay là có bà cụ cho mấy đứa nha. Mấy đứa nhận bánh rán, mấy đứa phải làm gì? Quá giỏi. Mỗi đứa sẽ nhận được một cái bánh rán với lại một ly sữa đậu nành nha không? Rồi, đứa nào gặp chốt thì lên đây nè, quay qua đây chi tiền nè. Bước dài lên nha, xếp hàng dài lên. Rồi, lên. Làm gì? Cảm ơn chủ. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Rồi, cầm một ly sữa đậu nành luôn. Còn 4 giờ đó. Thôi mấy nào. Hôm nay là mấy đứa vui không? Vui. Vỗ tay cái coi. Rồi, rồi giỏi quá. Nè.
từ tới nha, mấy đứa đừng giành giật nha. Rồi sao rồi, chúc mấy đứa ngon miệng nha, mấy đứa hứa học giỏi nha, không lần sau là bà sẽ cho mấy đứa ăn bánh gán nữa. Rồi hôm nay là 100 phần bà đặc biệt dành riêng cho mấy đứa nhỏ nha, và mấy cái cụ bà. Chú kìa kìa kìa. Rồi con rồi đây đó, cảm ơn bà đi, cảm ơn bà. Ồ rồi đi về rồi đây nè, ngoài cô phát cho đứng xếp hàng đi. Đứng xếp hàng vô xếp hàng nha nè đâu. Đây cảm ơn bà rồi. Ngon không mấy đứa? Mấy đứa ăn ngon không? Mèo hỏi mấy anh chị ơi, ngon không? Hả Mèo? Hôm nay là bé Mèo với bé Nhí với bé Khang có ăn không? Ăn thì vô xếp hàng với mấy anh chị nha. Rồi mình đi vô xếp hàng luôn đi. Đi đi con. Rồi mỗi đứa nhận một phần thôi nha. Đứa nào có thì bưng chỗ khác, đứa nào chỗ người khác lại. Đây sóc nè. Rồi Nhí với Khang có ăn không con? Ăn thì vô xếp hàng luôn đi con. Bên đây nè, xếp hàng bên đây nè. Đặc biệt hôm nay là cho con nít thôi nha. Chú Năm ơi, dạ cảm ơn bà. Rồi nha. Mày làm gì buồn với bà? Kênh đâu? Kênh hả? Lớn vậy đây mà khóc vui cho mà chàng. Cảm ơn bà. Buồn chứ hả? Đâu? Ken. Ủa chỗ Ken bữa nay sao mặt buồn quá vậy Ken hả? Trời lên đây. Rồi đi hồi trở chơi chơi. Rồi. Con cảm ơn bà. Rồi ra nha. Ngon không mấy đứa kia đâu hết rồi? Về hết hả về? Có hành đi hết rồi. Có bánh rồi, tranh thủ đi hết rồi. Cảm ơn bà. Anh ăn cầu. Rồi con đi tới đây. Đây bánh này có sô-cô-la ở trong nè. Rồi mình sẽ cho một miếng trà bông lên như thế này nữa. Nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt rất là ngon. Cá đây hả? Trời ơi chơi, nó chơi dẫn thấy trầm. Rồi đây. Con cảm ơn bà cô chú. Rồi quá giỏi luôn. Con cảm ơn bà. Rồi sô-cô-la rất là thơm luôn. Đặc biệt hôm nay là bà phát 100 phần. Cảm ơn bà. Rồi mấy đứa cố gắng học giỏi nha không? Nếu mà mấy đứa cố gắng học giỏi nghe lời sẽ được lần sau ăn nữa nha. Dạ không bà, ba ơi hôm nay không có cho người lớn. Thả cho người lớn hả? Dạ. Cảm ơn bà. Rồi. Bà biết không? Mỗi một em là sẽ được một cái bánh rán với lại một ly sữa đậu nành. Cảm ơn bà. Rồi cảm ơn bà. Đây. Sữa đậu nành hôm nay thì đường á thì tiền đã pha đường ở trong cái phần sữa đó luôn, cho nên là mình không có gặn để đường cho nó lưu buông nha cả nhà. Cảm ơn bà. Rồi. Ủa mấy đứa còn ai nữa không mấy đứa? Sao bữa nay ít quá vậy? Đâu? Trời ơi, nó chạy lai gai dài xuống rồi kìa. Lẹ đi mấy đứa ơi, để hết nha mấy đứa ơi. Thắng gấp lại nha, bánh đây. Rồi nè, mấy đứa là nhận bánh rồi sẽ làm gì? Cảm ơn. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Rồi
bánh tráng tôi em ơi. Ngon không? Ngon không? Vui không? Hoàng mấy bay sao cho cháu tao ấy tao vô kìa hả? Để dạ. Nó ấy nè. Dạ cảm ơn bà. Tới nè, gì? Rồi tới nhà. Ờ à, tới tới gì quên rồi. Nhà nhà. Nhà. Nè, của Nga nè. Thôi con không có. Con cảm ơn đi, con cảm ơn. Ơn đi con. Hào ạ. Rồi. Đây cho Nga nè. Vô, vô. Vô. Ráng đồ ăn. Nè. Ăn hết cái bánh đi đi lát. Không mà không tặng tôi. Rồi, đây. Ý da. Con không con. Cảm ơn bà. Rồi lấy nước nha. Bảo uống nước nha. Ủa sao hôm nay Bảo bịt khẩu trang vậy? Bị ho. Bị ho bịt khẩu trang đúng không? Rồi quá tốt luôn. Bánh này ngon quá. Ngon hả con? Con sáng ngon. Ngon không? Dạ. Dạ giỏi quá. Dạ cảm ơn bà. Ờ rất học giỏi nha con. Dạ. Con cảm ơn bà. Rồi. Mấy đứa ngoan ngoãn là chuyến sau là bà sẽ hỗ trợ cho mấy đứa ăn bánh gán nữa, mấy đứa chịu không? Chịu. Quá ngoan luôn. Không luôn rồi, cứ mặt. Không ăn hả? Còn để. Rồi, bánh gán đây. Cảm ơn. Bạn này không ăn cho con hai. Một cái nữa là hai cái. Vậy đó hả? Bạn nào không ăn vậy? Ăn hết. Ăn không. Ủa vậy đó hả? Trời, súng gan ăn không hết hả? Hai giáp thử của con hả? Ủa có cái gan không đâu, nhăn hầm gan ra coi thử coi. Dạ. Rồi đây, tới ai đây? Ủa có bọc không gì? Bọc hả con? Dạ. Có, đây cho con cái bọc luôn. Con đem về con lấy nắp con đậy lại giùm cô nha. Có bọc dạ. Không? Có không? Có luôn ơi. Đây, hai cái. Bé Nhí ăn không đây, con? Đây, 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 bà để vô cho con. Nhí không ăn hả? Khen không? Dạ, con có hai cái. Khen không ăn luôn hả? Đây, trời. Rồi. Rồi, mấy đứa, tập trung ra đây, để xe qua bên kia đây. Qua đây nhận nha. Quà. Ừ. Cho no bụng. Dạ. Ăn cho no bụng đúng không? Ủa, nhận gì? Hẹn, nhận bánh không hẹn? Lại đây, xuống xuống đây nhận bánh đây. Bánh sả ngon quá. Bánh tráng ngon. Cảm ơn rồi à, con ha. Nhưng cô coi à. Ăn hả? Ăn bánh này sô cô la đúng không? Nè, muốn nước không? Không cần bà. Kệ, đưa cho bé này ly nước này Dương. Dương, Dương bé này ly nước này Dương. Bảo nạn. Cho con sô cô la. Rồi cho con sô cô la đúng không? Con thì hôm nay là có sô cô la không à? Gì con bảo con cần bọc. Con cần bọc đúng không? Rồi cho con luôn. Làm gì? Cần bọc qua đây. Qua cảm đây ơn. Cha. Rồi. Con cần bọc món nãy là Hiển ăn sô cô la đúng không? Cần bọc. Mình nhận bánh rồi mình sẽ làm gì Hiển? Món đây tới Tết bà có thưởng. Mình nhận bánh rồi mình làm gì? Cảm ơn. Rồi, đúng rồi. Rồi lấy nước nè, nước nè. Lấy nước vô. Con cần bọc. Ờ rồi cần bọc đúng không con? Rồi nè cho con cái bọc để vô. Rồi nè đem về nha. Rồi còn đứa nào nữa không? Hết rồi đúng không? Rồi xét già lên nha. Lấy bọc cho Hiển kìa. Trời ơi người ta cần bọc. Rồi rồi bây giờ thì còn một mớ nữa mình với lại bé Dương sẽ đẩy về lên nha cả nhà ơi. Mấy đứa uống nước không? Vậy ba làm nước cho uống. Uống nước nha. Rồi đứa ly nước nha. Rồi cho ba đứa ba ly nha để tụi nó đi theo uống nước khát nước nè. Khen lấy con cái bọc gì ra bọc luôn hả? Nè lấy cái bọc luôn. Trời để vô. Mấy con tự sắp nha. Mèo à con lấy bọc không mèo? Lấy bọc không mèo? Rồi khoan để cái nha Ken. Rồi mình nhí gan trước cho chị ba đứng đây con. Để vô con. Cảm ơn bà đi. Quá giỏi. Cảm ơn bà. Rồi mấy đứa xuống hả? Mấy đứa ăn bánh rán không? Bánh rán thì ghé lấy giùm chị Tiền nha. Rồi đứa nào ăn thì ghé lại. Đứa nào ăn thì ghé lại. Ken này mẹ. Là Ken. Nè. Bỏ bọc vô.
Rồi cảm ơn. Con đứa nào đi đạp không nè? Nên là bưng ngón, cái nào chạy xe về. Đứa nào chạy xe không? Rồi đây, xếp hàng nha. Rồi nè con, cho con trước. Rồi. Ủa mấy đứa ở khúc nào? Dạ con không tính. Xa không? Dạ xa. Vậy nó hả? Rồi có bạn bè gì xuống nữa không? Con không chị. Rồi đây. Nhà con thuốc cái miếu của bà Hoàng. Miếu không miếu. Thuốc ở trên kia luôn á hả? Dạ. Trời ơi sao hay tin hay quá vậy? Chậm nhanh. Đứa nào không báo đây? Đây, gọi mấy đứa dẫn xe qua bên kia cho mấy cô qua tới qua lui nha. Mấy đứa chưa có sữa đậu nành thì lấy sữa giùm chị tiền nha không? Nè. Mấy đứa nhặn bánh rồi mấy đứa sẽ làm gì? Lấy bánh hả? Hả? Khi nhặn bánh rồi mấy đứa sẽ làm gì? Đúng rồi. Cảm ơn bà được rồi, đừng cảm ơn chị. Nè, cảm ơn chị. Cảm ơn bà đi con. Cảm ơn bà đi. Bà kia cho chứ đâu phải chị cho đâu mà đó chị già quá vậy. Rồi cảm ơn bà. Đây nè coi hết rồi. Vậy là mình cũng còn trẻ đó Dương ơi. Kia nó cảm ơn nó nói ủa sao già quá vậy. Cảm ơn bà, nó nói sao già quá vậy. Cảm ơn chị. Cảm ơn bà đây. Rồi còn đứa nào đó không? Xếp hàng nha. Lấy xếp hàng đi. Qua từ nãy giờ chắc cho chắc chưa được 50 cái quá. Nè mấy đứa cảm ơn bà giùm chị tiền nha. Cảm ơn bà. Chắc tiền rồi đó hả? Cảm ơn quá cho tôi. Đây chúc mấy đứa ngon miệng nha, học hiền là giỏi nha. Không ngon vô vô cái bô. Trời ơi. Cảm ơn bà. Đấy. Bữa nay Khang với Nhí chơi bánh đôi mon này hả ta? Hay là thấy bạn bè đồ nhặn đông quá rồi nhường không biết đây. Rồi. Mấy đứa này là khúc nhà ở trên Khai Long không đó hả? Phải không? Dạ không. Là đứa nào ở nhà hút Miễu Bà Hòa. Nhà hút Miễu Bà Hòa luôn đó hả? Chơi Miễu Bà Hòa. Vậy đó hả? Ồ rồi còn đứa nào không? Rồi bây giờ đẩy dài lên luôn cả nhà ơi, bây giờ đây là hết rồi đó, bây giờ tiền với lại với Dương sẽ đẩy dài lên luôn nha. Ờ còn 50-60 cái nữa con. Rồi đi đẩy dài lên. Rồi bây giờ là sẽ đi dài lên. Trời ơi nữa, bữa nay mình gà bánh rán nữa hả? Bánh rán miễn phí đây dành cho con nít nha. Bánh rán miễn phí nè mấy đứa ơi, kiếm anh mấy chị Miêu ơi. Né ra mắc cỡ hả? Rồi mấy đứa bánh rán miễn phí chị ơi, đã vô bà lề xe không? Mấy đứa nào hồi nãy nhận rồi thì đừng nhận nữa dùm chị tiền nha. Nãy nhận rồi chưa? Chưa đúng không? Rồi đứng xếp hàng giùm chị tiền nè. Xếp hàng ai đến chứ? Rồi mấy đứa kia nhận chơi qua đây xếp hàng giùm chị tiền luôn đây. Cho người sao, cho người sao. Đứa nào trước thì nhận trước, đứa nào sau thì nhận sau nha. Nè, cầm trước đi. Vậy đó hả? Rồi, Phan để chị tiền phát đây trước. Con vô xếp hàng giùm chị luôn đi. Chào bé đó, người trước đi Dương ơi. Bé này đi trước đi Dương. Bé bự này trước đi. Đây. Mấy đứa nhận bánh nhớ cảm ơn bà giùm chị nha. Đúng không? Trước khi mình nhận bánh mình phải làm sao? Cảm ơn. Ờ, đúng rồi đó. Hôm nay là mấy đứa ăn bánh mấy đứa vui không? Nè. Rồi nè, học giỏi nha không? Cảm ơn nè. Cảm ơn bà nha. Rồi lấy sữa đậu nành luôn nè. Như. Bánh đó Như. Ở dưới còn đứa nào đó không? Ngồi kêu mấy đứa lên giùm chị nha, nhận bánh xong kêu mấy đứa lên giùm chị nha, còn đứa nào chưa nhận á. Cho em xin chị em nữa không? Rồi. Để chị chút nha, lại sao để chị chút. Mấy đứa nào
đâu nhận gọi thì đừng nhận giùm chị tiền nha không. Hôm nay mấy đứa vui không? Vui. Vỗ tay cái coi. Rồi. Nhớ là cố gắng học giỏi nha không? Chị Hai cái cho chị Hai luôn. Chị Hai kêu chị Hai ra nhận giùm chị tiền đi. Chị Hai đâu? Con chẳng coi phim luôn. Coi phim không? Chị kêu chị Hai ra đây nhận giùm chị tiền nha. Mỗi người nhận giùm chị tiền một cái nha không? Rồi kêu chị ra. Ừ. Hôm nay là mấy đứa nhỏ rất là mừng luôn. Hôm nay là thứ bảy cho nên là không có bé nào đi học hết trơn á nha cả nhà ơi. Bữa nay thứ bảy quý, chủ nhật hoài. Rồi xếp hàng đi gan, sao xếp hàng giùm cho tiền đi. Ừ, xếp hàng về lên nha. Rồi, cảm ơn bà. Rồi, quá giỏi luôn. Đi. Hồi nào giờ mấy đứa ăn bánh này chưa? Ăn rồi chưa? Rồi. Rồi chúc mấy đứa ngon miệng nha. Rồi qua bên đó nhận, qua bên chị Dương nhận nước luôn. Đây, qua bên chị Dương nhận nước nha. Có sao sao xếp hàng rồi đó. Nè. Gan sao xếp hàng đi để một hồi hết bánh đó. Nè. Mấy đứa thi hết chưa? Thi tốt không? Tốt. Ừ. Cố gắng học giỏi thi tốt, lần sau bà sẽ ủng hộ cho mấy đứa bánh rán nữa nha. Đây, chị tiền gửi nha. Gì con? Ba dì Út môn chính gì vậy? Dì Út hả? Tao con hỏi dì Út ơi. Dì Út. Nè. Cảm ơn bà nha. Rồi, lấy qua nhận nước bên chị Dương đi rồi về luôn. Đây. Cảm ơn. Rồi, quá giỏi, qua nhận nước kìa. Còn ai nữa không? Còn bé nào chưa nhận thì ra nha. Đi vòng vòng coi còn bé nào chưa nhận thì kêu ra giùm chị tiền nha không? Cảm ơn. Rồi, qua nhận nước luôn. Rồi qua đây. Như mấy phần rồi Như? Một phần phải không? Đây rồi. Mấy đứa nhận rồi mấy đứa phải làm gì? Cảm ơn bà. Ờ đúng rồi. Đây. Qua bên chị Dương lấy nước giùm chị tiền nha. Đó. Rồi chào gần sao. Cảm ơn dì. Rồi qua đây lấy nước nha. Rồi còn ai nữa không? Em của bé Như là cũng ấy cho nên là không có chở xe đi được. Giờ sẽ cho em của bé Như một phần luôn nha cả nhà ơi. Đó. Đây. Rồi bỏ vô bịch nha. Lấy nước không? Lấy nước cho em không? Đây bỏ vô đây. Thì ra cái bao tay nó vô chừng nhớt rồi. 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 Bây giờ sẽ đẩy dài lên trên đó nha. Đây là còn thêm một mớ bánh rán nữa là hết rồi cả nhà ơi. Đó. Đây. Này là cũng còn bộn nha. Cũng còn khoảng mấy chục cái nữa. Rồi đi dài lên. Em nói mẹ chưa? Ôi chứ không phải nói vậy nha. Rồi đi dài lên. Đi mà còn gây lộn nữa. Rồi bánh rán bị miễn phí đây mấy đứa ơi. Ôi gớt chồng ly rồi, chồng nắp rồi. Còn muốn ăn bánh rán luôn hả? Rồi bây giờ đi lại khúc đằng đó đi rồi bắt đầu dì ba làm cho mấy con ăn luôn nha. Con đói bụng quá mẹ. Đói bụng hả? Vậy ăn bánh rán nha. Dạ. Rồi. Bây giờ con gào lên kêu mấy anh mấy chị ra lấy bánh rán đi. Ừ. Bánh rán đây mấy đứa ơi, mấy đứa ăn bánh rán không? Quay về của tao mà. Dạ. Mấy đứa ăn nít đâu, ra đây ăn bánh rán nè. Sao con xin hai cái em con giọng. Rồi kêu em con ra nha, cô cho luôn. Cô cho hay là không miễn phí á? Dạ cho. Dạ. Hôm nay miễn phí, hồi nãy có đứa nào nhận chưa? Chưa không?
rồi, ra đây xếp hàng, chị tiền cho. Bà Út ơi, kêu mấy bé ra nhận bánh rán giùm con, bà Út ơi. Đúng rồi, cảm ơn bà nha. Cảm ơn bà đi. Đừng cảm ơn cô, cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Bà cho chứ phải cô cho. Rồi, tiếp theo. Mấy đứa hôm nay mấy đứa vui không? Vui. Có ăn bánh này lần nào chưa? Nói chị Tiền nghe ơi. Ăn bánh này lần nào chưa? Chưa hả? Hôm nay ăn thử cho biết nha. Rồi mấy đứa nào ăn bánh ra lấy bánh giùm chị Tiền nha. Bé Miêu, bé Khang đó bụng vô đây xếp hàng giùm chị ba luôn. Đó, bé Khang với bé Miêu, bé Nhí đồ đó bụng hết rồi. Bây giờ sẽ cho mỗi bé một cái luôn nha. Dạ không, sô-cô-la, hôm nay con cho mấy đứa nít nữa bà ơi. Dạ. Đây, cảm ơn bà đây con. Cảm ơn bà. Xin cho sô-ca với mẹ chú đi chạy ra này. Cho bà Tư, dạ. Cho cháu Hậu một cặp coi. Dạ, dạ. Đợi con chút bà Tư ơi. Rồi nè. Bây giờ hồi giống như là bé xuống thì kêu bé nhận giùm con ha. Tại vì không cho nhận giùm được. Dạ. Dạ. Gặp mấy đứa là nó mừng lắm mà nó giờ nó chưa chạy xuống á. Dạ. Tại vì bánh của con cũng còn nhiều á. Hồi kêu bé chạy xuống giùm con ha. Dạ. Rồi, bé Miêu. Bé Miêu, bé Miêu chạy vệ sinh chết. Lẹ lên, chó đâu cắn đâu, lại đây con. Kiền bé chạy rồi. Rồi có đứa nào chưa nhận bánh, rồi nhận bánh giùm chị Tiền nha. Nè con, cảm ơn bà đi con. Cảm ơn bà. Ừ. Nước mình uống luôn đi, giờ khát nước rồi. Bây giờ nghỉ mệt uống cái cả nhà ơi, mệt quá. Một bên con, một bên nha chị ba. Gì con? Rồi xích vô xe. Rồi bánh rán đây, bánh rán miễn phí nè mấy đứa ơi, ra nhận giùm chị Tiền nha. Mấy đứa có nhận bánh rán không? Nhận bánh rán, ghé đây nhận nè. Đợi cháu của bà Út ra. Hình như là tụi nó mất cỡ thì phải. Ông Út mới làm gì ông Út? Ủa ông Tư, lộn. Rồi đây, một đứa Dương làm nước cho em luôn nha. Phan phan, đợi chị Dương làm nước nha. Quá giỏi. Chăng à, một cái đúng không nè. Rồi làm cho chăn ly nước luôn kìa Dương ơi. Rồi đây, trời ơi coi điện thoại nữa. Rồi Dương làm nước xong nữa là đi dài lên nha cả nhà ơi. Cái này chắc cũng còn khoảng 18 cái nữa là hết rồi nè. Rồi đi vô nhà đi. Dạ, hôm nay bánh rán cho mấy đứa nít bà Tư ơi. Dạ, con thu miếng. Chị kêu con của chị Thu ra nhận giùm con đi. Dạ. Mấy đứa ăn bánh rán lại nhận giùm chị Tiền nè. Lẹ đi. Chuẩn bị hết rồi đó nha. Rồi ra đây. Mấy đứa nhận bánh rán đúng không? Rồi đưa đây xếp hàng giùm chị Tiền nha. Nè. Rồi đây đây, nước nữa nè. Nó cho nó bánh không mà đừng ơi, cho nó bánh không mà bánh không mày có chà bông không? Chà bông không? Gọi chà bông luôn đúng không? Rồi đây lấy nước giùm. Nước gọi cho rồi sao? Nó còn cảm ơn. Cảm ơn em, cảm ơn chị. Rồi mình thử ăn nó kìa cho anh Thương cặp đi. Dạ kêu nó ra xếp hàng giùm con cái bà Tư. Dạ. Rồi đây qua lấy nước giùm chị Tiền nha. Cảm ơn bà, đừng cảm ơn chị nha mấy đứa. Dạ. Bữa nay con cho nít không à bà ba ơi, không có cho người lớn. Ồ, tạm con. Dạ. Ăn cơm rồi. Dạ, rồi qua lấy nước giùm chị Tiền nha. Có cái gì ạ? Dạ, sữa đậu nành. Sữa đậu nành cho mấy đứa nít luôn bà ba. Dạ. Rồi con bé kia nó không gì đâu. Bánh rán nè, lại lấy bánh rán ăn nè. Ăn bánh rán không? Cho tới đây cái còn có nhiều đó. Dạ, còn cũng khoảng 10 cái, mười mấy cái nữa. Rồi bây giờ là còn mấy đứa chạy lên quá trời luôn rồi kìa. Lẹ lẹ đi, đây nè. Dạ. Tại
Tại vì cái này con mua con đặt cho nó dư dư á, có thiếu thì mình chăm vô thêm. Rồi chưa, mệt chưa? Qua bên đây, qua bên đây. Dạ con đặt người ta, dạ rồi mình đem cho. Mệt chưa? Mệt quá chị. Mệt lắm phải không? Bây giờ uống ly sữa đậu nành hay ăn bánh rán? Dạ, con gái con. Bánh rán đúng không? Rồi, để chị Tiền nha, chị Tiền làm cho. Trời ơi, mệt quá. Quá. Đem bỏ tay vô. Giờ qua đây xếp hàng đi, ai để trước được trước nha. Còn em nào chảnh không? Không. Hết rồi phải không? Con hụt rồi à. Vậy đó hả? Đây một cái nè. Dạ. Cảm ơn bà đi, cảm ơn bà. Nè nè nè. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Ừ, bà cho chứ phải chị cho nha không? Rồi em cảm ơn bà. Mấy đứa nào có bánh rồi nhưng mà chưa có nước thì qua chị Dương nhận nha không? Đây đây, cảm ơn bà. Rồi rồi cho cảm ơn. Nhanh tay còn chậm tay hết nha, xếp hàng nha, chứ không được trước mà dành nha, sao mà dành nha không? Cảm ơn bà. Đây đây bánh rán, bánh rán, bánh rán. À vậy nè, đây đây đây, lấy bánh rán nè con. Cảm ơn tôi, cảm ơn bà. Không, bà cho, bà cho. Cảm ơn nha. Đây là cái một bà có pháp danh là Quả Hoa Trí cho, chứ phải là con cho, con chỉ là người đại diện cho giùm thôi. Cho nên là cảm ơn bà giùm con. Dạ. Rồi đây. Tới hàng. Xếp hàng nha, lấy sao thì lấy sao nha. Lấy sao nè. Sao như nào lấy sao? Nè. Lại sao thì nhận sao giùm nha. Nói trước đi. Rồi. Sao mấy người nói trước rồi ta? Ok. Bị rồi bé này lại trước không con? Lại trước đúng không? Rồi. Không trước thì lấy trước giùm con. Dạ, để bé. Con nhớ đi. Con nhớ lại phụng đi sao con. Ừ, đây đi hai cầm cái này cho bị nhúng mày. Đứng đây đợi hai về và hai giúp về luôn con. Nè. Dạ không có nhận giùm được nha. Dạ không. Cho tôi. Không không, không có cho, không cho người lớn, cho ít không à. Rồi, dạ. Rồi đi về về hai dắt kìa. Rồi về hai dắt kìa rồi đi rồi xong nhớ kia lại sao đi. Cái là em bận mang cái bánh này của mình đi đó. Để chơi mày. À, đây mấy đứa. Cảm ơn cô. Cảm ơn bà. Còn ai nữa không? Trời ơi. Dạ đâu có đâu, hôm nay cho bánh với lại sữa đậu nành. Rồi nè. Con cảm ơn bà đi, cảm ơn bà đi. Con cảm ơn, nói con cảm ơn. Cảm ơn bà. Nói cảm ơn. Trời. Dạ rồi. Còn ai nữa không? Còn 3 cái. Còn 4 cái nữa. Dạ, đem dẫn ra đây giùm con bà Bảy ơi. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn bà đi, cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà. Rồi đây lấy nước nè, nước nữa nè. Còn ai nữa không? Còn 3 cái cuối cùng nha. Đi con, đi đây nào đậu hết nha. Rồi. 3 cái nữa là hết trơn rồi cả nhà ơi, ma quá. Cái bánh gì vậy? Dạ bánh rán Doraemon. Sao? Dạ. Mà cái này Doraemon hả? Dạ nhưng mà không có này, không có Doraemon nhưng mà nó cũng tương tự như cái kia vậy đó. Dạ, mỗi người nhận giùm con một cái, một bé là nhận một cái. Đây cho bé nè. À đi, à gì vậy? À đi. Có đồ số. À có đồ số. À có đồ số. Dạ. Rồi. Rồi đi về. Dạ mất cỡ luôn kìa. Ơ nó lạ đó. Dạ không, dạ không vậy thôi. Dạ không được. Ba chị đi vậy rồi. Gia nhận nhiều con. Bye bye. Bye bye nè. Cho bà đi. Cho bà đi chứ. Rồi bye rồi. Rồi. Để cho mấy đứa. Dạ. Rồi. Hai đứa này nó ăn chưa? Nó ăn rồi hết trơn rồi. Còn hai cái nữa, còn hai bé nữa là xong. Rồi đi. Rồi cho con bé này nữa. Bé này cũng chưa nhận đó. Bé chạy xe đạp cho bé cái bọc vô đi Dương ơi. Còn cái cuối cùng rồi cho ai giờ ta? Em. Rồi còn cái cuối cùng thưởng cho bé Dương luôn nha. Cho con. Con ăn rồi mà dốt chưa được ăn mà. Đây. Dốt chưa được ăn rồi. Mà. Còn cái cuối cùng thì sẽ làm cho bé Dương luôn nghe cả nhà ơi. Bé Dương cũng được nhận nữa nha. Bé Dương sô cô la nhiều không? Dạ ít thôi chị ba. Ít thôi đúng không? Dạ, rồi. Chà bông nhiều ít. Thì bông nhiều đúng không? Bé con làm nước đường. Rồi cho dốt cho nửa cái đi dốt qua.
bé Miu rồi ăn nữa kìa. Rồi nè, bây giờ sẽ làm ly nước cho Tiền với lại với Dương uống nha. Giúp con thử làm nước nha. Thôi đi, ba làm cho. Ủa hết ly luôn hả Dương? Ừ. Mới gửi ra hả? Đây. Ngon không Miu? Ngon rất là ngon hả? Đó. Tại nắp lại nè Dương ơi, em nắp đá lại. Cái này à. Sữa đậu nành hết rồi, bây giờ về ai còn sữa đậu nành ai xin thì mình Tiền sẽ cho luôn nha, cho phần sữa đậu nành luôn. Giờ mệt quá. Ủa lại hả? Hết bánh rán rồi hay sao vậy? Thôi còn sữa đậu nành mình cho sữa đậu nành nha. Bây giờ hết bánh rán, hồi nãy có nhận bánh rán chưa? Rồi. Nhận rồi. Thấy cái mỏ dính rồi, trà bông gõ gàng đây nè. Rồi, rồi, xin cho mẹ con. Ông nội con ly sữa phải không? Rồi, bây giờ là còn sữa, bây giờ mấy cô, mấy chú nào rồi lấy sữa con cho sữa luôn nha. Dạ, chú xin đi sữa. Dạ. Nói không, quay lại liền luôn chạy. Dạ. 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 Rồi bây giờ là đợi em chút nha. Tại vì còn mấy bịch sữa trước nữa, để em pha đường vô xong rồi em cho luôn. Nhưng mà không biết là nước đá là còn nhiều hay ít. Dạ. Mà Tư uống sữa, Mà Tư. Dạ con làm Mà Tư ly sữa ha. Mà Tư trước đi. Dạ rồi. Dạ rồi. Nè Mà Tư, do là sữa còn dư quá nha cô ơi, bây giờ là con sẽ cho mấy bà sữa luôn. Đúng không? Còn con này con nào nữa? Dạ con gái của chị hai con đó bà ba. Dạ. Con của chị hai con. Dạ đây. Dạ chị lại sao mà đúng không? Lại sao anh nhường luôn hả? Rồi nhường luôn ha. Dạ rồi, cảm ơn luôn. Bánh nữa bà. Bánh hết rồi. Bánh rồi nên bây giờ còn sữa lấy sữa đỏ giùm em được không? Thôi đi cười. Dạ khỏi hả? Dạ. Dạ đây anh, một ly. Bà ba uống sữa bà ba. Dạ tối ba uống sữa nha. Dạ. Rồi dặn sữa lại lấy sữa giùm con luôn nha. Bây giờ còn dư sữa con cho người lớn luôn. Tìm được còn cái nào rồi. Rồi, dạ em cảm ơn luôn. Dạ sữa cho người lớn luôn, tại vì á là sữa còn dư. Hai ly luôn, hai con hai ly. Uống nữa đúng không? Dạ. Trời ơi. Nhiều lắm. Khi nào hết cái nồi này mới chịu. Hết nồi này luôn mới chịu phải không? Dạ. Rồi đợi cô một chút nha. Rồi đây một ly. Bà ba đợi con làm cho thằng này cái nha bà ba. Đây có cướp không biết bao nhiêu, cướp sao đâu. Rồi đây đây cho con bé, con một ly thôi, con làm gì con lấy hai ly với hả? Cho ông nội con nữa, cho hai con nữa. Thôi thôi bây giờ cho ông nội, không cho anh hai nha. Dạ. Cho ông nội con nữa. Cái gì xin cho ông nội nữa hả? Trời ơi. Thôi ông nội đó, ông nội này uống rượu chứ đâu uống sữa. Rồi bà ba ơi con gửi bé một ly hả anh? Có đường không, sao để đường gì? Không không, con để đường rồi hết rồi. Cho con ngồi. Còn chút nữa mẹ cho con lên xe con ngồi. Con mỏi chân quá à. Chút xíu đi con. Rồi đây một ly. Rồi bây giờ là đợi một chút xíu nữa nha. Mẹ ơi cho con ngồi. Còn mấy miếng sữa nữa mình chế vô mấy bịch sữa này vô đây luôn. Rồi từ nãy giờ thì bánh rán thì cũng đã cho xong hết trơn rồi cả nhà ơi. Thì hôm nay á, là mấy đứa nhỏ rất là vui mừng luôn vì được bánh rán rồi được sữa đậu nành uống nữa. Thì kết thúc video tại đây thì con cũng có ra lời cảm ơn gia đình của bà với lại các cháu của bà. Chúc cho bà với lại gia đình thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nha. Luôn luôn có niềm vui trong cuộc sống nữa. Cả nhà ơi hãy nhớ chia sẻ video của mình, cho mình một đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.